Hiện nay, địa bàn toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Hiện nay có 6,7% doanh nghiệp có vốn từ 50 tỷ đồng trở lên. Còn lại 93,3% doanh nghiệp có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống, thuộc quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy, quy mô sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình rất nhỏ và còn hạn chế khi cạnh tranh với các doanh nghiệp bên ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ chịu tác động mạnh hơn bởi thiếu nguồn vốn, sản phẩm không đa dạng. Hiện nay, để tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp đang cần sự hỗ trợ vốn, kiến thức quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại các sản phẩm của các doanh nghiệp để mở rộng sản xuất kinh doanh, quy mô và tạo sự cạnh tranh trên thị trường.